Hai Úc Đặng miền Tây xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình ra vườn mình làm clip cả nhà đi. Hôm nay mình có mình mua được mấy con ếch nè cả nhà. Mình mua được mấy con ếch nè, hồi mình mướn ếch nước sa tế nha cả nhà. Ếch bự bự không à. Giờ mình bắt đầu khui sa tế em nớp nha cả nhà. Dạ, cứng quá. Nó có lớp này nè. Đây là sa tế nha cả nhà. Bây giờ mình ốp bỏ vô cho đây đi. Rồi. Rồi mình quậy đều lên cái mình ốp vô ớt nha cả nhà. Mình chế sa tế vô xong rồi mình trộn cho đều lên cho thấm vô con ếch. Rồi mình ướp xong rồi bây giờ mình đi đốt than nha cả nhà. Đốt than nó cũng cháy lên nè, để cho có than rồi mình nướng. Rửa than mình đốt đã xong rồi cả nhà, giờ mình bỏ ớt vô nướng nha cả nhà. Giờ mình để ớt vô nướng nha cả nhà ơi. Kho mới viên rồi. Dớt hả? Ít nướng thơm nữa. Rồi gớm rồi, bỏ nè. Nướng bây giờ nó nóng đây dảnh dò lên. Cái con đen kia mày bỏ theo.
Mẹ hái trái bưởi đây mẹ. Nó dọn cho nó trắng. Giật trái bưởi nè cả nhà. Cây bưởi đâu được có mấy trái nè. Hai trái bự rồi, hai trái nhỏ. Hai trái bưởi bự rồi cả nhà. Thấy vậy nè, ở ngoài nó bự lắm á. Trái ở trên còn hai trái, một trái bị ngông với chích gì vậy. Dưới đây được một trái nè cả nhà. Cây bưởi trồng biết bao lâu rồi đó. Ai cho hái chưa? Thế biết làm sao không? Chặt gớt rồi. Bấm. Đúng. Cái bự tát thì đổ luôn. Cái này mà ngay con xem chị nó về hồi ấp ăn nè. Ừ. Đây có chị hai mày về là nó mê rồi. Ăn uống gì nữa thôi. Chán sái chơi. Giờ mình mẹ mình bắt đầu gọt bưởi nha cả nhà. Bưởi rất ngon. Không biết trong ruột làm sao không biết. Đó giờ đã ăn cây này chưa nè? Chưa. Vậy là mới ăn hả? Ừ. Hồi con đi làm tới thành phố về tới giờ ăn được đâu. Trời ơi bưởi to hèn như nó cà bá. Vỏ bự dày. Ừ. Tự tơ gõ về á. Chưa? Hả? Ông bà cô chú. Hôm nay ông bà cô chú ăn với cầm. Rồi bây giờ mình nướng hết đã xong rồi. Mời cả nhà dùng với hai cha con mình nha. Rồi để ra lấy cái đồ cho ha. Thơm không? Nè, cho con nè. Đó. Chạy luôn. Ừ, ăn vậy luôn. Ăn đi con. Ừ, con ăn đây. Rồi mày cả nhà ăn hết cho mình nha. Ừ. Thơm á. Ngon không? Ừ. Ngon ha. Ngon đùa chứ. Ừ. Đó. Ngồi chí vô. Ăn đi ra. Ừ, giờ mình chấm vô nước mắm à. Ủa con muối. Đâu vậy? Nhiều nước à. Đây. Ha ha ha. Qua đây chờ lấy nước được. Rồi ngồi xuống để hình nãy lại. Ngồi xuống đôi. Cho cao lên chút. Hồi cắt đã luôn. Mình sớm mình ướp sa tế. Cũng ít à. Mà nó cay. Nước gì vậy con? Được chưa? Sao ăn ít ngon không? Hả? Ngon không? Dạ ngon. Ừ, nó lớn lên. Ớt nướng sật gái đó. Nó ăn mặn mặn mà cay cay. Ăn ngon lắm cả nhà. Ngon không gái? Ừ. Chấm nước mắm á, gõ bài nói lộn. Chấm muối ớt á, có vị mặn mặn, chua chua. Rồi nó cay nữa. Cái
À. Mai nè bạn. Hết chưa, chờ lấy nữa chưa? Ngon quá. Ngon quá gì nè. Nè, cho con thêm cái lưỡi nè. Đó. Ừ. Con cảm ơn cha. Cảm ơn cha. Cha Ngọc Duyên thấy ăn ngon không? Cha nướng ớt ngon không? Ăn ngon. Ừ. Mời nướng ớt cho con đi. Mời làm gì? Mời nướng ớt gì cho con. Mời làm món ớt nữa hả? Thôi mời mình làm món khác đi con ơi. Món gì? Món gì cho nó cho nghe đây. Ờ, bắt ốc. Rồi đi đúng xin vô tâm cây. Bắp ốc. Cái mình làm thạch ra mình xiên vô cái tâm cây mình nướng. Hay là làm gì? Ờ vậy á. Đúng không? Mở nước đôi đằng đó. À. Ngồi đàng hoàng, không có giỡn. Ngon quá. Ngon quá luôn hả? Ngồi sẵn luôn á. Nước vậy con? Nước hả? Nè. Ớt nướng sạch tế, nó cay. Có vị cay cay mặn mặn. Phải không rồi? Mời cả nhà cái đùa ếch với mình nha. Hay không? Ba hai. Nha. Hết rồi. Mà đó. Thôi dựa con mắt. Sao vậy? Duyên Duyên. Rồi. Ngồi thẳng lên. Để đây đi. Nhìn được ra ha.
chiều các em hai cho con đi ra vườn nướng ếch ăn để ra quay clip chiều nè. Thôi bên này mình ra vườn nữa hai đi ra vô quận vô vườn đó hả? À. Ê, đi vô quận phải đi bằng xe. Ừ. Đi vô quận á hả? Ngày không mập ta đựng này. Ừ. Hiện tại tại nhà đi nó bưng tài. Ừ. Ăn đi con. Ngon. Ngon không? Thơm không? Dạ thơm. Ớt nữa con. Nước hả? Nước phai mình. Ừ. Thì tới coi phụ nổ rồi. Ừ. Được chưa? Thôi, cha uống rồi. Thì nhả lưỡi rồi mà. Thôi. Nè, con ớt nữa đi. Nè. Hồi nãy cha bóc ớt, cha bóc bữa vậy. Giờ cha ăn bữa. Rồi mời cả nhà ăn bưởi với mình nha. Hồi nãy mẹ mình lột ra trái bưởi này cả nhà. Bữa này là bưởi năm roi. Bưởi này không có muối. Rồi mời cả nhà dùng mình nha. Wow. Ngon. Ngon không nhỉ? Bưởi ngon. Ăn đi, ăn đi. Ăn đi. Rồi ông mày ông bà cô chú ăn nha. Ông bà cô chú ăn cho. Để cho lọt cho. Chờ bưởi ăn ngon không? Ngon ha. Nè. Cầm hai miếng luôn. Rồi ông mày. Ông mày cho cháu ăn nhất càng. Ừ. Nè, cầm hết này đi. Ngon quá. Ngon ha. Và muối bưởi này nha. Ừ. Rồi mời cả nhà dùng nha. Tôi ăn bà cô chú ăn nhất cần. Cái gì? À, ngon quá. Ngon. Ăn vô ngủ tay. Ngon quá cục chả. Ăn rồi chưa? Ừ. Ngon đâu quá. Con mặt cơ chú ăn cái trò. Ừ. Con ăn đi. Tới đây mình xin kết thúc nha.
Rồi mong cả nhà xem mà thấy hay đó thì cho mình lượt đăng ký, rồi lượt chia sẻ và đăng ký nha cả nhà. Ủng hộ giúp mình được 1000 người đăng ký nha cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà nhiều nha. Ngày mai mình sẽ ra clip ra hay hơn và cho cả nhà cùng xem nha. Rồi bye bye cả nhà. Bye bye cả chú.